Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì em rất vui khi là được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái video buổi sáng ngày hôm nay. Đà Lạt buổi sáng ngày hôm nay thì hôm nay là 12 tháng 8 năm 2020 anh chị. Và em đang có mặt ở trên con đường Giạc Xin. Buổi sáng ngày hôm nay thì vừa mới mưa xong anh chị, đường vẫn còn khá là ướt ha. Hôm nay thì em xin chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn một vài hình ảnh, gửi tới cho cô chú anh chị và các bạn vài hình ảnh của con đường Giạc Xin. Và đi men theo con đường này thì chúng ta đi vào khu vực, đi xuống khu vực Hồ Xuân Hương. Chúng ta thấy đó là mới mưa xong ha, trời vẫn còn rất là ướt. Ở đây thì cỏ rồi, họ là một cái công viên ở đây. Sáng hôm nay đường phố hết sức là vắng vẻ luôn anh chị. Và trời đang bắt đầu mưa. Ở phía bên này thì chúng ta thấy đây là cái trường mầm non ở địa chỉ số 26 Giạc Xin, phường 10 Đà Lạt. Để xem thử tình hình hôm nay thì thay đổi như thế nào, đường phố hôm nay thay đổi ra sao anh chị. Ở đây thì chúng ta thấy khá là nhiều ngôi biệt thự, ngôi nhà, các cái quán cơm sinh viên, bún bò, cô thu. Phía trên chúng ta thấy đó là trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt sáng ngày hôm nay. Cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh mới nhất ngày hôm nay. Ở đây thì có treo bảng cho thuê nhà nguyên căn, cái nhà rất là to anh chị, ngôi biệt thự ha, 2 tầng, cho thuê nguyên căn. Ở đây là lô 50 khu quy hoạch. Bên cạnh đó thì cũng có một số nhà trọ ở đây. Nhà rất là cao anh chị. Ở đây thì nhà cửa san sát nhau. Mái chữ A, nhà làm theo kiểu biệt lập mái chữ A, rất là đẹp anh chị. Đó, bên kia chúng ta thấy vẫn còn một lô đất ha. Lô đất này hình như là đang phân lô. Chúng ta đi hướng bên này thì hết đường rồi. Ở phía trên thì anh chị thấy đây là như một cái biệt phủ anh chị ha. Con đường này là con đường Nguyễn Trãi anh chị. Phía này là cái mương. Đó. Nhà cửa rất là đẹp anh chị. Ở đây còn mấy lô đất. Nhà nào cũng có xe hơi. Ở đây thì chúng ta thấy là quán lẩu bắp bò ở khu quy hoạch. Khách sạn 100.000 một giờ đầu ha. Chúng ta thấy đây là có một cái nhà màu vàng ha. Hiện tại là đang kinh doanh cà phê hay là cái gì đó, một cái kiến trúc khác lạ nổi bật nhất ở cái khu vực này. Bên này thì chúng ta thấy là đất trống còn khá là nhiều. Mem theo hướng này thì chúng ta nhìn thấy có con suối nhỏ, nước cũng khá là đen anh chị.
phía trên thì trên này thì chúng ta thấy đó là chung cư. Đây, đây có những cái cầu nhỏ nhỏ để chúng ta đi qua bên thông qua bên phía trước đây là nhà văn hóa tổ dân phố 2 đường Quang Trung. Đây ở phía trước camera còn một ngôi biệt thự du lịch Bảo Thắng rất là sầm uất anh chị. Chắc là to nhất ở cái khu vực này rồi, ở khu quy hoạch Dệt Xin. Bên này thì chúng ta thấy là giặt hấp, giặt ủi. Phố xá ngày hôm nay thì thay đổi cũng khá là nhiều. Ở đây thì chúng ta thấy khu vực này buổi sáng thì hết sức là vắng vẻ, rất là ít người qua lại ở cái khu vực này. Phía trước là chung cư. Ở đây thì chúng ta thấy lâu lâu thì cũng có phòng trọ. Khu này cũng khá là nhiều cơ sở lưu trú du lịch, rồi phòng trọ, nhà nghỉ. Rất là nhiều. Dạ, còn phía này là Ngân Hà Xanh, một cái khách sạn. Cái khu vực taxi quốc tế anh chị, phía sau là cái hãng của taxi quốc tế. Dạ, ở đây thì họ bán bún bò buổi sáng anh chị. Phía trước thì chúng ta thấy đó là cái trung tâm. Ở đây là cái trung tâm thể thao của thành phố của tỉnh Lâm Đồng. Dạ, và em đang đi trên con đường Dệt Xin, số địa chỉ 113 Cúc Tùng anh chị ha, một cái khách sạn lớn. Một cái khách sạn lớn của nhà xe Cúc Tùng đó. Ở phía sau thì chúng ta thấy có một cái cầu thang thoát hiểm. Ở đây thì quán cà phê, quán trà, nhà nghỉ hoa trà anh chị. Và ở đây thì họ xây như là cái kiến trúc như là cái ngân hàng. Khu này họ trồng rất là nhiều những cái cây hồng, mà cây đào, những cái cây ăn quả này. Đó, mùa hồng, đặc biệt là tháng 8 ở Đà Lạt mình có mùa hồng, nhưng mà không hiểu sao mùa này có lẽ mưa cho nên là hồng nó không có đậu trái nhiều anh chị. Và phía trước ở đây là con đường Nguyễn Đình Chiểu, con đường Nguyễn Đình Chiểu nha anh chị nhé. Ở phía trước camera anh chị thấy đây là con đường Sương Nguyệt Ánh. Đó, số cũ là số 27. Và ở đây có một căn nhà thì chúng ta thấy đó là khá là lâu rồi. Ở con đường Sương Nguyệt Ánh. Ở đây là cái cầu thang khu vực vườn hoa thành phố. Ngày hôm nay thì vườn hoa thành phố không có khách anh chị, tất cả đã đóng cửa, tất cả các khu du lịch đã đóng cửa, không còn hoạt động. Dạ, và em đang đi trên cái hành lang của vườn hoa thành phố. Trời đã bắt đầu có nắng anh chị. Ở đây trồng hoa loa kèn rất là nhiều. Buổi tối đi ngang qua đây thì nghe mùi rất là thơm. Những cái bông hoa loa kèn nở rất là đẹp.
Hoa này thì được mà mấy ngày thì sẽ tàn, rất là nhanh tàn anh chị. Mang về chân thì được khoảng 3 ngày. Rất là thơm.